Bây giờ ở Đức sắp vào mùa xuân nên trời sẽ sáng lâu hơn trước. Buổi tối thì khoảng 5 rưỡi hoặc 6 giờ trời mới tối. Còn sáng ra thì khoảng 7 giờ sáng là trời sáng trưng rồi. Mùa đông thì khoảng 4 giờ là trời tối, 4 giờ chiều là trời tối. Còn sáng thì khoảng 8 giờ trời mới sáng. Giờ này 5 giờ chiều nhưng trời vẫn nắng. Có bạn hỏi là sao thấy chạy trên con đường nhỏ mà chạy tốc độ nhanh quá. Con đường này được phép chạy tối đa là 100 km một giờ. Tuy là đường làng, hai bên là ruộng hoặc rừng nhưng mà được phép chạy 100 km một giờ. Nên là khi mà mình chạy xe và quay phim thì thấy khá nhanh, nhưng mà mình không có tự lái ha, ông xã mình lái và mình quay. Còn khi mà mình lái thì mình sẽ không có quay video. Khi đi vào trong làng như thế này, đường đi bên trong làng á, thì mình được phép chạy tối đa là 50 km một giờ hoặc là 30 km một giờ. Nếu như không có biển báo á, thì là chạy 50 km một giờ. Còn ra tới đây là đường quốc lộ. Đường quốc lộ thì đường này rộng nên được phép chạy với tốc độ tối đa là 120 km một giờ.